là không có đọc hợp đồng. Tôi cũng lười khi đọc hợp đồng, hợp đồng bảo hiểm thì nó cũng rất là, người ta nói là phức tạp cũng đúng. Đầu tiên phải nghĩ đến cái lỗi của người tư vấn đã hứa câu đấy thì rõ ràng là ông là bậy rồi. Coi đại lý như một cái nghề kiếm ăn ấy, và không phải kiếm ăn một cách chính đáng mà là gọi là từ lừa cũng không sai. Mà nó cũng dài. Thế nhưng mà nó dài như vậy thì nên đọc những cái gì? Nó vừa được coi là một công cụ an toàn nhất, vừa là một công cụ mạo hiểm. Cái hợp đồng này là đóng tới 74 năm lần mọi người. Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí tối đa tới bằng thời gian hợp đồng, hoặc là lựa chọn bất kỳ một cái thời gian đóng phí nào mình thấy là phù hợp. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tự Do Tài Chính mùa 2 phiên bản Smart Money. Và tuần này thì phải nói rằng là không có một cái câu chuyện nào đáng quan tâm hơn là bảo hiểm nhân thọ. Sau sự việc một nữ diễn viên đã livestream và cho rằng là mình lừa để đóng bảo hiểm đến 74 năm. Và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là ông Ngô Trung Dũng, là Phó Tổng Thư ký Hội Bảo hiểm Việt Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với Smart Money ngày hôm nay. Chắc chắn là chúng ta sẽ đi ngay vào câu chuyện luôn. Chắc là ông Dũng cũng đã theo dõi cái sự việc này rồi. Để khách hàng mà hiểu chưa đúng về hợp đồng, những cái điều khoản hợp đồng bảo hiểm thì rõ ràng đầu tiên phải nghĩ đến cái lỗi của người tư vấn. Đã tư vấn nó không đầy đủ hoặc là mập mờ dẫn đến khách hàng hiểu lầm như vậy. Và tôi cũng rất là đồng cảm với chỗ chị diễn viên Ngọc Lan với câu chuyện này. Sau cái sự việc này thì tôi thấy là mọi người, những người đã mua bảo hiểm rồi mới bắt đầu dỡ lại cái hợp đồng bảo hiểm của mình và xem lại. Xem clip của Ngọc Lan xong, mình phải mang ngay hợp đồng bảo hiểm ra đọc. Xem clip của Ngọc Lan xong, quyết định đóng lại cả cuốn sổ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của tôi. Khi xem xong clip bảo hiểm của chị Ngọc Lan, tôi kiểu họ mới thấy là cái thời hạn bảo hiểm hợp đồng của họ có nhiều người là 74 năm như là diễn viên Ngọc Lan, hay là cá nhân tôi là 69 năm, rồi có những người là 99 năm. Mình có một cái khái niệm nào cụ thể về cái thời hạn hợp đồng hay là cái thời gian đóng phí không ạ? Thời hạn hợp đồng thì bây giờ các hợp đồng bảo hiểm trên thị trường đang, các doanh nghiệp đang bán thông thường là thiết kế là bảo vệ cho khách hàng đến khi khách hàng 99 tuổi. Đó, cho nên là ví dụ như là mua lúc khoảng hơn 30 tuổi thì thế thời hạn hợp đồng là tới xấp xỉ 70 năm, 69 năm như anh vừa nói. Ví dụ anh 30 tuổi chẳng hạn thì có thể tới xấp xỉ 70 năm. Thế còn cái thời hạn đóng phí, thời gian đóng phí thì khách hàng có thể lựa chọn đóng phí tối đa tới bằng thời gian hợp đồng, hoặc là lựa chọn bất kỳ một cái thời gian đóng phí nào mình thấy là phù hợp ngoài 5 năm, ví dụ như 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, đấy là lựa chọn của khách hàng. Tức là khi mà hết thời hạn đóng phí 15 hay 20 năm mà khách hàng lựa chọn đó thì người ta vẫn được bảo vệ theo hợp đồng cho đến khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, hoặc cho đến khi thời gian đáo hạn hợp đồng, tức là 99 tuổi. Nhưng mà tôi thấy là trong cái hợp đồng bảo hiểm của cá nhân tôi thôi thì là cái thời hạn hợp đồng và cái thời gian đóng phí là nó bằng nhau, là 69 năm hết. Tôi cũng có xem hợp đồng, tức là ghi ở ngay cái trang đầu, cái trang thông tin cơ bản ấy, ghi là thời hạn đóng phí, thời gian đóng phí 69 năm hay là bao nhiêu năm như anh nói đấy, tức là theo từng hợp đồng ấy, bằng cái thời gian thời hạn hợp đồng thì cái ghi chú ấy nó chưa được rõ ràng, bởi vì là nó không đúng là khách hàng phải đóng đúng cái thời gian hợp đồng đấy, như vậy nó chưa thể hiện được cái điều đó. Mà cái nội dung đó nó thể hiện ở trong cái phần quyền lợi cơ bản và cái phần mà cái bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm ấy, nó sẽ có một cái bảng ở phần gần cuối hợp đồng ấy, nó sẽ ghi rất là rõ là thời gian đóng phí khách hàng lựa chọn ấy, và nó có một câu chú thích bên dưới là khách hàng hoàn toàn lựa chọn. Và ví dụ như ngay từ đầu khi anh tham gia bảo hiểm anh đã lựa chọn thời gian đóng phí là 20 năm thì nó sẽ thể hiện luôn trong bảng minh họa là 20 năm. Đấy, anh đóng phí mỗi năm bao nhiêu tiền và đến hết 2 năm từ năm 1 thì cái giá trị hoàn lại trong hợp đồng của anh gọi là bao nhiêu, và hết 20 năm là bao nhiêu tiền, nó thể hiện ngay trong cái bảng minh họa quyền lợi. Nhưng rõ ràng là cái thể hiện bằng văn bản mà ngay cái trang thông tin cơ bản đầu tiên, trang đầu hợp đồng mà nói về thời gian bảo hiểm, tên tuổi người tham gia bảo hiểm, rồi thời hạn bảo hiểm, xong nó lại thời hạn đóng phí lại giống như nhau chẳng hạn, thì dẫn đến cái việc khách hàng hiểu lầm là cái việc mà cũng dễ xảy ra, chưa rõ ràng. Và ở cái sự việc của diễn viên Ngọc Lan thì có một giám đốc khu vực hay là giám đốc kinh doanh gì đó của một cái hãng bảo hiểm đã cho rằng là nữ diễn viên này lười. Tôi cũng lười khi đọc hợp đồng bảo hiểm thì nó cũng rất là, người ta nói là phức tạp cũng đúng, cũng khó cũng đúng, mà nó cũng dài. Cái sự phức tạp đó nó đang bảo vệ cho ai ạ? Tất nhiên là trong một hợp đồng bảo hiểm thì cái sự phức tạp của hợp đồng thì nó bảo vệ cho cả hai bên, vì nó đảm bảo được sự chặt chẽ thì đảm bảo cho được bảo vệ cho cả hai bên. Trong đó phía doanh nghiệp bảo hiểm là phía soạn thảo ra hợp đồng thì người ta càng phải quy định thật chặt chẽ để tránh những cái vấn đề là khi mà người ta quy định không chặt ấy, và ta mà xử, như tôi vừa nói là cái nguyên tắc là xử bao giờ cũng phải có lợi cho người tham gia bảo hiểm ấy, thì
Thì cái chuyện mà quy định chặt chẽ thì tôi nghĩ rằng nó tốt cho cả hai bên thôi. Hôm trước tôi xem bản tin tài chính kinh doanh thì một luật sư cũng bảo là mặc dù tôi là luật sư nhưng mà tôi không thể đọc hết cả 100 trang hợp đồng bảo hiểm như vậy được. Phải nói rằng là mặc dù làm luật sư tôi cũng phải thừa nhận để mà đọc và hiểu hết cả cái bộ quy tắc bảo hiểm đó thì không phải là chuyện dễ. Thì liệu rằng cái lời khuyên cái người mua bảo hiểm phải đọc hết một cái bản hợp đồng như vậy nó có mang tính lý thuyết quá không ạ? Thế nhưng mà nó dài như vậy thì nên đọc những cái gì? Thì tôi khuyên người tham gia bảo hiểm ấy, thứ nhất là việc đầu tiên là mình phải nắm được quyền lợi của mình đã. Trong đó quyền lợi cơ quan rất là quan trọng mà nhiều người bỏ qua là quyền lợi mà trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày doanh nghiệp phát hành hợp đồng ấy. Thì trong vòng 21 ngày đấy mình có thể mình xem hợp đồng, mình nghe tư vấn chỗ nào chưa hiểu thì mình hỏi, mà kể cả khi mà được giải thích rồi nhưng mình vẫn chưa thông, vẫn chưa thấy ưng lắm thì lúc đấy mình hủy hợp đồng. Thì doanh nghiệp phải hoàn trả cái phí bảo hiểm mà mình đã đóng. Cái vấn đề thứ hai cũng nên lưu ý mà nó hay xảy ra cái vấn đề mà tranh chấp hiện giờ giữa doanh nghiệp và khách hàng ấy, mà khách hàng nhiều khi cứ bỏ qua không đọc ấy, là cái thời gian chờ. Vì hợp đồng bảo hiểm nó không phải là cái gì nó là bảo bối cái gì cũng được bồi thường cả, mà nó sẽ quyết định. Ví dụ như đối với cả nằm viện, đấy, 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mà hợp đồng có hiệu lực thì đấy là gọi là thời gian chờ, là chúng ta nằm viện trong thời gian đấy là không được chi trả quyền lợi này. Hoặc đối với bệnh hiểm nghèo là trong vòng 90 ngày. Hoặc là đối với phụ nữ là với vấn đề sinh đẻ chẳng hạn, để trong vòng 270 ngày. Vì đến để nó giảm mà, vì cái thời hạn hợp đồng rất là dài thì người ta không muốn là chúng ta, nôm na là nó sẽ hạn chế bớt đi cái gian lận bảo hiểm ấy. Tức là có sự kiện bắt đầu mới mua bảo hiểm thì nó sẽ giảm bớt cái đấy đi. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ rằng cũng nên lưu ý là xem những cái quyền và cái nghĩa vụ cơ bản của mình. Nó cái đấy cũng không dài đâu. Và trong cái nghĩa vụ của mình thì tôi rất lưu ý người mua bảo hiểm là cái chỗ phần cái nghĩa vụ kê khai trung thực. Trung thực tuyệt đối đấy, vì cái hợp đồng bảo hiểm, trong bảo hiểm cái khái niệm là trung thực tuyệt đối, utmost good faith là cái nguyên tắc cơ bản nhất của bảo hiểm. Và nó cũng dẫn đến những tranh chấp giữa hai bên. Trong đó ở Việt Nam ấy thì cái vấn đề về kê khai cái gọi là bệnh có sẵn, bệnh là tiền sử bệnh ấy, đấy là cái mà khách hàng có thể vô tình thôi, đôi khi là vô tình hoặc là cố tình thì không biết, nhưng mà hay bị bỏ quên ấy. Thông thường người ta hỏi trong 5 năm gần đây là anh có bệnh triệu chứng ABC gì đấy không, trong cái hợp đồng ấy thì mình phải nên lưu cái đấy để kê khai cho nó đúng. Để khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì không bị những cái mà rắc rối. Một cái vấn đề nữa tôi nghĩ là cũng nên lưu ý là cái xem cái hợp đồng ấy, nhân thọ ấy, thì nó cái phần bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm ấy độ khoảng 5-7 trang ở phần cuối thì mình phải đọc rất kỹ cái đấy, vì nó liên quan đến quyền lợi của mình mà. Thì đọc chỗ đấy mà mình không hiểu chỗ nào thì mình hỏi ngay tư vấn viên, phải hỏi rành mạch bằng được, phải nên hỏi chứ đừng có cái đấy, không nên lơ mơ. Mà nó không dài đâu, đọc cái đấy vì nó thể hiện rất là rõ mình đóng phí như thế nào, rồi bao nhiêu phần trăm phí phân bổ và phí bảo hiểm rủi ro, bao nhiêu phần trăm là đưa vào quỹ đầu tư và cái phí quản lý hợp đồng là bao nhiêu, nó rất là rõ ràng, nó có con số ở đấy đấy. Rồi khi mình hủy hợp đồng thì mình chịu những cái phí gì đó thì nó ghi rất là rõ ở đấy, thì mình nên đọc kỹ cái đấy. Tất cả những khoản tiền đóng hàng năm này thì sẽ được tích lũy để nhận lại trong tương lai không? Không hẳn như vậy, vì còn phải đóng các khoản phí nữa. Như là trong hợp đồng này nêu rõ thì thường có 4 loại phí: chi phí rủi ro, chi phí ban đầu, rồi chi phí quản lý hợp đồng và chi phí quản lý quỹ nữa. Những phí này thì đặc biệt cao những năm đầu, như ở đây năm đầu đóng 100 triệu thì chỉ còn có 10 mà thôi. Và thường là 2 năm đầu mà rút tiền ra thì gần như là mất trắng, còn những năm sau thì có đỡ hơn nhiều. Theo quy định của Bộ Tài chính về mẫu hợp đồng thì sẽ luôn có 2 phần liệt kê mức lãi để khách hàng tham khảo. Phần cam kết là chắc chắn nhận được, còn phần minh họa chỉ là giả định lãi suất trên thị trường diễn biến theo các mức này. Như ở đây là 5% hay là 7% thì là giả định, và mức mà bạn nhận về thực tế hoàn toàn có thể thấp hơn cả mức 5%. Như một món hàng có thời hạn sử dụng thì hợp đồng bảo hiểm cũng thế. Như là ở đây tới tận 63 năm chẳng hạn, tới khi mà khách hàng trên dưới 100 tuổi. Còn thời gian đóng phí thì có thể linh hoạt, tức là có thể bằng con số này, bằng con số 63 năm. Nhưng mà cũng có thể ngắn hơn nhiều, chỉ kéo dài 10, 15 hoặc là 20 năm chẳng hạn. Nôm na, đóng nhiều thì giá trị tích lũy cao hơn, còn đóng ít thì giá trị tích lũy giữ lại cũng ít hơn. Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu mà khách hàng rút hết tiền đã gửi bảo hiểm thì hợp đồng sẽ chấm dứt và khách hàng không được bảo vệ nữa. Còn nếu hiểu là chỉ rút một phần tiền mà được bảo vệ
thì cũng chưa đầy đủ. Bởi hàng năm bạn vẫn sẽ bị trừ các loại phí bảo vệ, mà bạn càng già đi thì chi phí này càng cao. Nên nếu như mà không lưu ý mà để khoản tiền còn lại trong tài khoản bảo hiểm không đủ để trả phí này nữa thì bạn cũng sẽ không còn được bảo vệ. Điều này không chính xác, bởi vì trong hợp đồng có sản phẩm nào thì khách hàng sẽ được bảo vệ sản phẩm đó thôi. Có nhân thọ thì được bảo vệ nhân thọ, có thẻ sức khỏe thì mới được bảo vệ sức khỏe. Tương tự với hai loại còn lại. Nói chung vẫn là tiền nào của nấy. Thế nhưng mà đôi khi khách hàng lại hiểu nhầm hoặc là được tư vấn chưa đầy đủ, cho rằng là cứ mua một hợp đồng là được bảo vệ tất cả, dẫn đến trường hợp kiện cáo rất là đáng tiếc. Tư vấn viên không đầy đủ hoặc là cả khách hàng và tư vấn viên thiếu chuẩn mực, không cung cấp đầy đủ thông tin bệnh tật có sẵn của khách, thì đến khi cần bảo vệ mà công ty bảo hiểm chứng minh được là bệnh tật có sẵn từ trước thì khách hàng vẫn sẽ không được bảo vệ, gây thiệt hại về quyền lợi cho khách. Trong khi những quy định này thì đã có trong luật kinh doanh bảo hiểm. Thường có điều khoản chờ đối với bệnh, ví dụ như là 30, 60 hoặc là 90 ngày với bệnh ung thư hoặc là các bệnh đặc biệt. Tức là nếu mà ngay khi bạn vừa mua bảo hiểm xong mà mắc những căn bệnh này trước khi hết thời gian chờ thì bạn cũng sẽ không được bảo vệ. Chứ không phải là cứ mua bảo hiểm là được bảo vệ ngay lập tức với tất cả các loại bệnh đâu. Giống như là chính sách đổi trả hàng sau khi bạn mua một cái áo mà thấy không vừa ý, bạn có thời hạn 21 ngày để đọc hợp đồng của mình. Tức là kể cả hợp đồng 100 trang đi nữa thì bạn có thể dành ra mỗi ngày đọc vài trang. Và sau đó nếu như mà vẫn không ưng thì bạn có thể yêu cầu sửa hoặc là thậm chí lấy lại toàn bộ số tiền của mình. Vậy nên là hãy cố gắng dành thời gian đọc thật kỹ hợp đồng của mình. Ông có nghĩ là những cái bản hợp đồng bảo hiểm nó nên được đơn giản hóa để bất cứ ai đọc cũng có thể hiểu? Có những sản phẩm thì càng ngày càng đơn giản hóa đi được. Ví dụ những sản phẩm bảo hiểm, những rủi ro nó ghi rõ và nó rất là đơn giản. Ví dụ như là thuần túy chỉ bảo hiểm rủi ro tử vong thôi chẳng hạn, thì nó chỉ cần quy định là chỉ lại trừ tử vong trong những trường hợp nào, độ vài dòng thôi, đúng không? Ví dụ như tự tử hay ví dụ như nào nào đó thì cũng được bồi thường. Hay là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nó cũng ghi rõ, thì nó rất là đơn giản để có thể nó ngắn gọn đi được. Nhưng những sản phẩm liên kết đầu tư thì bởi vì bản thân cái sản phẩm đầu tư nó là phức tạp à. Một đồng nghiệp của tôi có post lên một cái trang fanpage của anh ấy là bảo hiểm thì phải hiểm. Trước thì có một cái câu chuyện vui gọi là định nghĩa thế nào là bảo hiểm. Bảo hiểm tức là bảo vệ những chỗ hiểm. Những chỗ hiểm trong cuộc sống thì là những cái rủi ro về tài sản thì có thể là cháy nổ rồi là mất cắp, mất trộm tài sản vân vân. Còn về cái chỗ hiểm trong cuộc sống một cái đời người thì rõ ràng là những cái rủi ro về một cuộc sống có thể liên quan đến tai nạn này, bệnh tật này, ốm đau này. Và cao hơn nữa, cái rủi ro lớn nhất là tử vong. Dạ. Nhưng mà bảo hiểm thì nó có phải mạo hiểm không ạ? Nó vừa được coi là một công cụ an toàn nhất, vừa là một công cụ mạo hiểm, căn cứ vào cái góc nhìn và căn cứ vào cái sản phẩm mua. An toàn, nếu mà coi là công cụ an toàn, có nghĩa rằng là mình bỏ tiền ra và mình được cảm thấy sự an tâm về mặt tâm lý. Vì biết là sự kiện xảy ra thì mình đã có một cái khoản tiền để giúp mình về mặt tài chính để mình tiếp tục cuộc sống. Hoặc là những cái người thân của mình, nếu mình là người trụ cột, có thể tiếp xúc được cuộc sống một cách bình thường như trước đây. Còn mạo hiểm thì nếu mà nói về mạo hiểm thì có thể nói đến khía cạnh đầu tư. Bởi vì bây giờ các sản phẩm bảo hiểm thiết kế là ngoài cái quyền lợi bảo vệ là quyền lợi cơ bản nhất của bảo hiểm ra thì thông thường là có cái quyền lợi đầu tư kèm theo đó. Thì nếu mà chúng ta mà không nghiên cứu kỹ hợp đồng bảo hiểm, những cái điều khoản điều kiện bảo hiểm ấy, hoặc là chúng ta chủ quan hoặc là chúng ta nể vì người thân bán bảo hiểm thì mình cứ mua nhưng mình không đọc, thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là mạo hiểm ở chỗ là mình cứ nghĩ rằng là sau một khoảng thời gian mình sẽ nhận được cả cái tiền phí đã đóng cộng với tiền lãi, nhưng không hẳn là như vậy. Bởi vì đầu tư đó là cái hoạt động mà có thể có lãi và cũng có thể là gặp rủi ro là không lãi. Như ông nói thì là cái tầng lớp trung gian, có nghĩa là cái tầng đại lý, nó đang xảy ra khá là nhiều vấn đề và làm cho người dân họ kém tin tưởng vào công ty bảo hiểm. Không phải tất cả, mà chỉ một số những trường hợp mà đại lý xấu mà người ta là thậm chí coi đại lý như một cái nghề kiếm ăn ấy, và không phải kiếm ăn một cách chính đáng mà là gọi là từ lừa cũng không sai. Bởi vì khi các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tham gia thị trường ấy, thì sẽ có những đại lý hoặc một nhóm đại lý, người ta cứ nhảy từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia,
cái doanh nghiệp mới gia nhập thị trường thì bao giờ cũng có những chế độ về mặt hoa hồng thì nhà nước quy định rồi, nhưng những chế độ thưởng rồi chế độ ưu đãi này khác để mà thu hút người về ấy, thì có những cái chiến dịch thậm chí là trả cái tổng thu nhập của người ta vượt quá cả phí năm đầu đó, thì người ta thậm chí người ta có những câu chuyện như là hợp lý ma à, hợp đồng ảo về đại lý ma là như vậy, rồi người ta cứ làm xong bị kỷ luật ở đây người ta nhảy sang doanh nghiệp khác. Cho nên là hiệp hội bảo hiểm chúng tôi là có cái gọi là cái quy chế quản lý đại lý, và theo đó là cái hệ thống quản lý đại lý có cái phần mềm quản lý đấy, thì tất cả những đại lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp ấy, đấy, có cái 15 cái nhóm hành vi thì chúng tôi đưa vào đại lý vi phạm, và những cái người đấy bị cấm hành nghề trong vòng 3 năm, tức là không xin làm đại lý ở bất kỳ đâu được, và đại lý bảo hiểm ấy, bởi vì mỗi người có căn cước công dân này, rồi có theo đó là cái cốt, cái mã số đại lý, và khi đưa vào danh sách đại lý vi phạm là không thể xin việc được. Ví dụ như năm 2022 là chúng tôi đưa vào đại lý vi phạm, chúng tôi cùng các doanh nghiệp bảo hiểm đưa vào danh sách đại lý vi phạm là trên 3.000 trường hợp đại lý. Và 3 năm gần đây cộng lại là khoảng 9.800 mấy chục người đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng khoảng hơn 9.000. Ví dụ bây giờ mọi người dỡ cái hợp đồng bảo hiểm của mình ra và cảm thấy là nó có một vài những cái khúc mắc, thì mọi người nên làm gì? Tôi nghĩ rằng nếu có khúc mắc, giờ hợp đồng có thấy những khúc mắc, thì việc đầu tiên là mình liên hệ ngay với công ty bảo hiểm cấp hợp đồng cho mình ấy, có thể liên hệ với tư vấn viên, cái bạn tư vấn mà đang chăm sóc mình ấy, hoặc liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm, vì công ty bảo hiểm luôn luôn có bộ phận chăm sóc khách hàng đấy, để mình gặp, mình phải hỏi thật kỹ lưỡng và được giải đáp đến khi mình thỏa đáng thì thôi, còn cái gì còn lờ mờ là không nên, bởi vì đó là cái tài sản của mình mà, nó đâu phải ít tiền đâu, đúng không? Thì nên hỏi. Mà nếu trong trường hợp mà mình không thỏa đáng, tuy nhiên bây giờ quá mất 24 ngày cân nhắc rồi, thì rõ ràng là khi mà mình chấm dứt ấy, thì nó sẽ rơi vào cái điều kiện nếu mình chấm dứt sớm ấy, thì rõ ràng quyền lợi của mình cũng bị ảnh hưởng. Trong vòng mới mua hợp đồng bảo hiểm trong vòng độ khoảng 3-4 năm mà xin chấm dứt hợp đồng luôn thì tôi nghĩ là thiệt hại rất là nhiều phí, bởi vì phí năm đầu nó đều vào phí ban đầu của doanh nghiệp ấy, nó khá là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Tùy từng loại, tùy từng doanh nghiệp, nhưng mà thông thường thì cái phí ban đầu nó sẽ tính khoảng đâu đó khoảng độ tầm 80% của cái phí cơ bản năm thứ nhất. Năm thứ hai thì đâu đó khoảng độ tầm 50-60% gì đó, và năm thứ ba là đâu đó khoảng 20%. Còn từ năm thứ tư thì không tính phí nữa, không mất phí nữa, phí còn về 0%. Đó, cho nên là bạn hình dung là như thế, thì hủy hợp đồng trong độ vài năm đầu thì cái tiền nhận lại nó không đáng được bao nhiêu. Nếu mua hợp đồng bảo hiểm mà muốn kết hợp cả đầu tư như tôi và tôi đang có, thì luôn luôn nghĩ chuyện nếu mà có lãi thì khoảng 10 năm trở đi. Tôi tin rằng là lãi, bởi vì là cái kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường Việt Nam khá là tốt. Nhưng phải ngoài 10 năm, nhất độ trước 10 năm, nhất là 5-6 năm trở lại thì chắc chắn là rút tiền trước hạn là thiệt hại. Ví dụ như là mình đã bắt đầu mua bảo hiểm từ một vài năm trước rồi, và sau đó một khoảng thời gian tôi cảm thấy là cái công việc của tôi nó không ổn định nữa, và tôi hầu như là tôi mất khả năng để có thể đóng một cái khoản phí như ban đầu, thì tôi phải làm như thế nào? Trong cái trường hợp đấy thì mình nên đến công ty bảo hiểm mình mua ấy, để mà nhờ họ tư vấn, trao đổi với họ, thì nó có nhiều phương án. Thứ nhất là có thể là xem xét cái việc giảm cái số tiền bảo hiểm xuống. Ví dụ lúc mình đang gọi là thu nhập rất là tốt, mình mua mức trách nhiệm tới 10 tỷ cơ. Đó, thì bây giờ thì thu nhập nó không đảm bảo, thì có thể giảm xuống 5 tỷ chẳng hạn hay bao nhiêu đấy, thì theo đó thì cái phí bảo hiểm đóng nó sẽ giảm theo, và cái giá trị hoàn lại lúc trong đã có trong tài khoản mình thì nó cũng đã có rồi. Và thứ hai là có thể là mình trao đổi với doanh nghiệp bảo hiểm là thay đổi cái linh hoạt cái kỳ hạn đóng phí đi. Ví dụ như trước đóng một năm một cục mấy trăm triệu chẳng hạn, thì bây giờ tôi không phải lúc nào cũng có như thế, thì bây giờ đóng theo quý hay là nửa năm một chẳng hạn, hoặc là giảm cái số phí bảo hiểm xuống, giảm số tiền bảo hiểm xuống thì giảm số phí bảo hiểm xuống rồi, đúng không? Rồi là kể cả cái vấn đề là nếu là khó khăn đó nhất thời mà khoảng thời gian đấy thôi, thì mình cũng là vay luôn từ cái giá trị tài khoản của mình có trong hợp đồng để đóng một vài kỳ phí tiếp theo. Và kể cả mình có không đóng phí bảo hiểm thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày mình quá hạn mình không đóng phí đấy, coi như mình không đóng phí nữa, thì mình vẫn được bảo vệ bình thường. Đấy. Và khi mà trong giá trị tài khoản mình vẫn còn ấy, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trừ cái phí bảo hiểm bảo vệ, cái phí bảo hiểm rủi ro ở cái giá trị tài khoản đấy, và mình vẫn được bảo hiểm tiếp tục cho đến khi mà cái tài khoản đã không còn, hoặc là giá trị thấp hơn cái phí bảo hiểm rủi ro mình phải chịu nữa. Thì đấy là nhiều cái phương án thì mình có thể đưa ra. Còn phương án xấu nhất thì mình xin chấm dứt hợp đồng và mình nhận lại cái tiền có trong giá trị hoàn lại có trong tài khoản ấy, thì thông thường nên nghĩ là khoảng độ sau độ khoảng 6-7 năm hoặc là 10 năm ấy, thì cái lượng tiền nhận lại thì theo tôi quan sát trên thị trường thì thấy nó cũng gần như tối thiểu bằng cái số phí mình đã đóng. Còn tất nhiên là nó có thể đo lãi một chút thì đấy do kết quả đầu tư, nhưng mà ví dụ như
Như câu chuyện chị Ngọc Lan ấy là chị có nói là cái câu chuyện mà đóng 7 năm 700 triệu một năm à? Đó, đúng. 10 năm là 7 tỷ và cái người tư vấn người ta hứa là được 10 tỷ. Thì cái lời hứa của người ta rõ ràng là sai rồi vì cái kết quả đầu tư không ai hứa trước được. Đấy. Nhưng mà thực tế những cái sản phẩm liên kết đầu tư trong những năm gần đây thì cái chuyện mà 7 tỷ mà lên được 8 9 tỷ hay 10 tỷ sau 10 năm ấy là cũng có xảy ra chứ không phải không. Cái kết quả đầu tư của doanh nghiệp ấy mà. Đấy, nhưng mà đã hứa câu đấy thì rõ ràng là ông là bậy rồi, ông hứa sai rồi, ông hứa liều rồi. Nhiều người cứ bảo là bị tư vấn sai, rồi bị lừa, bị mập mờ, tư vấn mập mờ, bị lừa sang mua bảo hiểm thì đến khi mà nói như vậy thôi, nhưng khi mà doanh nghiệp bảo hiểm cũng rất là muốn người ta nói như vậy thì phải có cái chứng minh được cái việc đấy thì lại không có cái gì chứng minh. Thì thậm chí tôi nghĩ là khi mà tư vấn, người ta tư vấn cho mình thì tự mình ghi âm lại những cái quá trình tư vấn đấy cũng là một cái tốt để bảo vệ cho chính mình khi tham gia bảo hiểm, đến hợp đồng nó lớn như vậy mà chưa kể rằng là cái câu chuyện mà tư vấn sai đấy mà không có bằng chứng thì sau này doanh nghiệp bảo hiểm cũng rất là khó giải quyết cho mình, và mình cũng rất khó kiện lại doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là để làm những gì để bảo vệ quyền lợi cho mình. Còn bây giờ về phía luật pháp ấy, thì theo cái nghị định, dự thảo nghị định mà hướng dẫn cái luật kinh doanh bảo hiểm mới ra đời thì cũng đã quy định bắt buộc là các doanh nghiệp bảo hiểm khi là phải bắt buộc ghi âm cái quá trình tư vấn của tư vấn viên ấy, đối với những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đấy là những cái sản phẩm mà đã là phức tạp đấy và nó đang có những cái vướng mắc bây giờ đấy, thì bắt buộc phải ghi âm và lưu trữ những cái bằng chứng ghi âm đấy trong vòng 5 năm. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái quy định rất là tốt, hiệu quả và nó đảm bảo được cái việc là mình có thể giám sát được cái chất lượng tư vấn của đội ngũ tư vấn viên cũng như là cái bằng chứng để giải quyết những vấn đề khúc mắc giữa hai bên nếu có sau này. Tất nhiên cái việc đấy nó làm tăng cái chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm lên, nhưng tôi nghĩ đấy là cái việc cần thiết. Nên dành khoảng bao nhiêu cái phần trăm thu nhập của mình để đưa vào bảo hiểm? Ví dụ như một người mà cái thu nhập của mình chỉ đủ hoặc là thừa một chút so với cái chi tiêu hàng ngày, ví dụ như lương độ khoảng 10 triệu, 15 triệu một tháng, thì rõ ràng chỉ nghiên cứu, chỉ nghĩ đến cái vấn đề mua cái sản phẩm bảo hiểm bảo vệ thôi và dành ra một cái khoản giữa thu nhập một tháng và cái tiền chi ra rồi được khoảng 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn, thì có lẽ mình chỉ nên dành 1-2 triệu mình mua thôi. Đó. Nhưng ngược lại có những người mà thu nhập tới hàng vài trăm triệu một tháng thì cũng không thể nói người ta dành một nửa chỗ đấy người ta mua bảo hiểm cả. Bởi vì nó cũng do cái khẩu vị của người ta trong cuộc sống đầu tư, người ta có thể dùng tiền đấy người ta đầu tư, tự người ta mua chứng khoán hoặc tự người ta gửi tiền tiết kiệm. Nhưng thông thường ấy, thì mua những sản phẩm bảo hiểm về quyền lợi bảo vệ nên đảm bảo được, chọn cái mức sản phẩm, cái mức bảo vệ, cái quyền lợi, cái số tiền bảo hiểm ấy, nó đảm bảo được là ít nhất là tương đương khoảng thu nhập của mình trong 5 năm. Để đảm bảo cuộc sống cho những cái người phụ thuộc của mình ấy, khi mà mình không may xảy ra một cái thương tật, toàn bộ viện không đi làm được, đúng không? Hoặc là tử vong chẳng hạn, thì có cái số tiền 5 năm tương đương cái thu nhập 5 năm của mình để ổn định cuộc sống. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Ngô Trung Dũng đã dành thời gian đến với Tự Do Tài Chính phiên bản Smart Money ngày hôm nay. Còn nếu các bạn có một cái thắc mắc nào đó hoặc là câu chuyện muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy đừng ngần ngại mà bình luận ở bên dưới video này hoặc là gửi tin nhắn về cho hệ sinh thái của VTV Money. Cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã đồng hành cùng với Tự Do Tài Chính. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.